Đây là cái máy lọc không khí Saab Kira Ion, còn rất là mới nha. Đây là nút nút tắt nguồn nè. Bây giờ nút mở thì một trong ba cái nút này. Cái nút này là nút lọc không khí không có bù ẩm. Nút chính giữa là chạy full chức năng, lọc không khí có bù ẩm và có ion luôn. Và cái nút này có số 15 nè. Là nút này là nút lọc nhanh. Trong vòng 15 phút lọc cho nó hết mùi bụi rồi này nọ rồi là nút này. Đó, máy chạy. Rồi. Ở bên này nó có cái nút này bật tắt ion này. Thì mình luôn luôn bật ion nhé. Bật ion. Còn ở đây là cái nút chế độ tự động. À, cái nút chọn chế độ nè. Đây. Cái đèn xanh nó nằm ở đây á, là tự động nè. Cái đèn đây là phấn hoa nè. Đấy. Khử phấn hoa nhé. Nếu như mà nhà mà có hoa rồi phấn hoa nó bay ra lượn trong không khí nó bị dị ứng em bé người già hay hắt xì hơi hoặc qua cái này. Rồi còn ở đây là chỉnh tốc độ gió thôi, cái này là tốc độ cao, tốc độ trung bình, tốc độ thấp đó. Còn cái nút này á, khi nào cái đèn này mà nó báo á thì nhấn giữ 3 giây cho nó tắt. Cái này là nó báo khi màng lọc mình bị dơ, cảm biến bụi, nó thấy nó nhiều bụi á, thì nó sẽ sáng cái đèn này lên, reset nó lại bằng cách ấn giữ 3 giây, sau đó vệ sinh màng lọc. Còn cái nút này là thay đổi độ sáng của cái đồng hồ phía trước nè. Ban đêm mà nếu mà không có thấy chói mắt mà ngủ không được á thì thôi tắt nó đi. Đó. Như vậy ha. Rồi. Đó. Đơn giản. Còn bên ông này á, thì cái bình nước nè. Đây. Mở cái van này ra. Xẻ đầy bình nước, lắp van lại. Cái này là van một chiều. Rồi. Gắn vào lại. Khi có nước đầy á, thì có nước thì cái đèn này nó không có chớp nữa, cái đèn này nó báo hết nước rồi. Chi tiết nhớ như vậy thôi.